Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì Thẩm mỹ quốc tế Bali lại quay livestream cho mọi người cận cảnh. Chị ơi chị ngại à? Không ngại đâu chị ạ, hôm nay là đẹp rồi. Hôm nay là đẹp lắm rồi. Cho bọn em xin feedback một chút. Vâng, đây là chị khách hàng tên là Huyền. Chị Huyền đã sau sinh bé, được hai bé rồi. Thì chị Huyền đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali với một cái tình trạng mỡ bụng như thế này, rất là to. Và đến hôm nay là ngày thứ tư chị Huyền sử dụng cái công nghệ lipo slimming một lần duy nhất. Thì công nghệ đấy là công nghệ sử dụng một lần duy nhất thôi. Và đến hôm nay là chị đi bồi dưỡng, đi bồi dưỡng để làm săn chắc cái vùng da điều trị với công nghệ lipo slimming. Thì đây là một công nghệ đào thải mỡ, cơ chế sinh học thuận tự nhiên, điều trị một lần duy nhất, không phẫu thuật và không xâm lấn. Cam kết cho khách hàng nó sẽ giảm ít nhất từ 10 đến 30 xăng. Chị Huyền ơi, chị Huyền có thể chia sẻ một chút là sau 4 ngày giảm mỡ tại bên em ấy, thì cái số đo và cũng như cân nặng của chị Huyền nó đã thay đổi như thế nào ạ chị? Nói về cân nặng thì mình xuống được khoảng 4,5 cân. Vâng. Nói về sen thì mình bác sĩ vừa nãy đo cho mình ấy thì giảm được 28 cm. Ôi dồi ôi, thế là nhiều quá nhờ. Nhiều quá nhờ chị. Mình cảm thấy là mình cũng may mắn. May mắn khi mà nó quá nhiều. Vâng. Nhiều dã man luôn ấy. Xem lại cái hình ảnh trước, hình ảnh bây giờ thì nó cũng khác biệt lắm rồi. Vâng. Về nhà thì ông xã có bất ngờ không chị? Ông xã khá là bất ngờ. Vâng, em cũng thấy là bất ngờ thay cho ông xã chị ấy. Đấy. Về nhà thì cố gắng là ăn uống điều độ nhé chị nhá. Cảm ơn bạn ạ. Vâng. Hôm trước là không bị ngại nhá. Hôm trước là định em xin quay cái quy trình làm mà nhất định không cho. Sao hồi chết thì được, lúc ý thì về hào nhèo bụng thì là thì mỡ cả một đống. Lỡ bạn bè có nhìn thấy hay người yêu cũ của chồng có nhìn thấy bảo mình sao xấu tồi tệ đấy. Giờ đẹp thì mới dám khoe. Dạ vâng. Đây cho mọi người nhìn lại cái hình ảnh trước khi làm của chị Huyền đến thẩm mỹ quốc tế Bali một lần nữa. Đây. Nhìn khá là to từ bắt tay đến vùng bụng. Và đến hôm nay hiện tại là sau 4 ngày thì cơ thể đã rất là nhẹ nhõm, từ vùng bắp tay đến vùng bụng đã cảm thấy cơ thể thon gọn hơn rất là nhiều rồi. Đó. Và cái công nghệ lipo slimming này thì ngoài điều trị giảm mỡ ra thì sau cái buổi điều trị đào thải mỡ đó thì thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ tặng khách hàng những cái buổi dưỡng kết hợp đa tầng các cái công nghệ để làm săn chắc cái vùng bụng, chống mà bị trùng nhão và chảy xệ. Rồi, mọi thắc mắc thì quý vị và các bạn cứ để lại comment ở bên dưới nhé, hoặc là gọi vào một số điện thoại hotline 0386 463 163 để được tư vấn trực tiếp. Chị Huyền ơi, hôm nay là kết thúc cái buổi tặng của bên em rồi ấy, thì bây giờ thì cũng rất là đẹp rồi. Em chúc chị Huyền là sẽ luôn là sở hữu một cái vóc dáng như bây giờ nhé chị Huyền nhé. Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ cố gắng ăn uống tập luyện điều độ để giữ cái vóc dáng mà mãi như thế này. Dạ vâng ạ. Có khó chịu gì không chị? Không, rất là thoải mái. Dạ vâng ạ.